Hạnh Cát Thánh, ngày 20 tháng 8 năm 2023. Thánh Bernard ở Clairvaux, năm 1091 đến 1153. Nhân vật của thế kỷ, phụ nữ của thế kỷ. Chúng ta nghe những câu xưng tụng này quá nhiều đến độ ngày nay câu ấy không còn nhiều ý nghĩa. Nhưng người của thế kỷ 12 thì chắc chắn phải là Thánh Bernard ở Clairvaux. Vị cố vấn cho các giáo hoàng tuyên úy đạo quân thập tự trinh lần thứ hai, người bảo vệ đức tin, người hàn gắn sự ly giáo, người canh tân đời sống đan viện, học giả kinh thánh. Thần học gia và hùng biện gia, bất cứ danh hiệu nào kể trên đều làm nổi nang một người bình thường. Tuy nhiên, Thánh Bernard có tất cả những danh hiệu ấy nhưng ngài vẫn mong muốn trở về đời sống âm thầm của đan viện. Vào năm 1111 khi 20 tuổi, Bernard từ giã quê nhà ở Burgundy, nước Pháp, để gia nhập cộng đồng đan sĩ ở Sayo-Sito. 5 người anh em, 2 người chú của ngài và khoảng 30 người bạn theo ngài vào đan viện. Trong vòng 4 năm, một cộng đoàn đang tàn lụi đã phục hồi sinh lực đủ để khai sinh một đan viện mới trong thung lũng Wormwood gần đó, với Bernard làm đan viện trưởng. Nhiệt huyết của người thanh niên trẻ tuổi này là một đòi hỏi thật khắt khe, nhưng đối với chính ngài hơn là với người khác. Một cơn bệnh nặng đã khiến ngài kiên nhẫn hơn và thông cảm hơn. Không bao lâu, thung lũng này được gọi là Clairvaux, thung lũng ánh sáng. Ngài có tài phân xử và cố vấn. Do đó, càng ngày ngài càng phải xa đan viện để giải quyết các tranh chấp đã có từ lâu trong giáo hội. Trong một vài trường hợp, hiển nhiên ngài đã dẫm chân lên một vài chức sắc khó tính ở Roma. Thánh Bernard hoàn toàn vâng phục tính cách ưu việt của tòa thánh. Tuy nhiên, để trả lời một lá thư cảnh cáo từ Roma, ngài viết: các giáo phụ tốt lành ở Roma có quá nhiều việc phải làm để duy trì sự hiệp nhất trong giáo hội. Nếu có bất cứ vấn đề gì ảnh hưởng đến quyền lợi của họ thì ngài sẽ là người đầu tiên cho họ biết. Sau đó không lâu, chính Thánh Bernard là người đã can thiệp vào một vụ ly giáo đang bùng nổ mạnh và đã đứng về phía Đức Giáo Hoàng ở Roma để chống với phe Ngụy Giáo Hoàng. Dòng cuộc thập tự trinh 2, tòa thánh thuyết phục được Thánh Bernard nhận làm tiên úy cho cuộc viễn trinh này. Tài hùng biện của ngài đã giúp thành lập một đạo quân hùng mạnh và dường như đảm bảo cho sự chiến thắng. Tuy nhiên, tiêu chuẩn của các nhà lãnh đạo quân sự thì không giống như chủ trương của Thánh Bernard và cuộc thập tự trinh đã kết thúc như một thảm họa về luân lý và quân sự. Thánh Bernard cảm thấy phần nào có trách nhiệm trong sự suy sụp của thập tự trinh. Gánh nặng ấy có thể đã dẫn đến cái chết của ngài vào ngày 20 tháng 8 năm 1153. Lời bàn, cuộc đời Thánh Bernard trong giáo hội thì tốt đẹp hơn chúng ta tưởng. Các nỗ lực của ngài tạo nên nhiều kết quả sâu rộng. Nhưng ngài biết, các kết quả ấy chỉ sinh nhiều ích lợi qua các giờ cầu nguyện và chiêm niệm để đem đến cho ngài sức mạnh và đường hướng khôn ngoan. Đặc điểm cuộc đời ngài là sự sùng kính Đức Maria. Các bài giảng và văn bản của ngài về Đức Maria vẫn còn được coi là tiêu chuẩn của thánh mẫu học ngày nay. Lời trích, khi hiểm nguy, khi do dự, khi khó khăn, hãy nghĩ đến Đức Maria. Hãy kêu cầu Đức Maria, đừng để danh ngài tắt ở trên môi bạn, đừng bị đau khổ vì danh ngài không còn trong tâm hồn bạn. Có như thế, bạn mới chắc chắn được sự trợ giúp của lời ngài cầu bầu. Đừng sao nhãng theo bước chân ngài. Với sự dẫn dắt của ngài, bạn sẽ không bao giờ lạc lối. Khi cầu khẩn ngài, bạn sẽ không bao giờ nhát đảm. Một khi có ngài trong tâm trí, bạn sẽ không bị lừa dối. Khi được ngài nắm tay, bạn sẽ không thể vấp ngã. Với sự phù trì của ngài, bạn không còn gì để sợ hãi. Nếu theo ngài, bạn sẽ không mệt mỏi. Nếu được ngài ưu đãi, bạn sẽ đạt được mục đích. Thánh Bernard.